Nguyễn Quang Nga và giới dân chủ ráp tâm phá hoại chiến dịch chống tham nhũng. Nhìn trên Facebook và các bài trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài của ông Nguyễn Quang Nga trong thời gian gần đây, bất cứ ai thấy rõ rằng ông ta đang điên cuồng chống phá bằng mọi giá cuộc chiến chống tham nhũng, không cần biết lợi ích dân tộc hay đất nước như thế nào. Các status trên Facebook của ông này chia sẻ bài viết của đồng bọn hay báo chí đưa tin về diễn biến cuộc chống tham nhũng đều nhằm mục đích tấn công, bôi nhọ nỗ lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thể hiện rõ nhất là ông ta luôn cay cú từ khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt về cho đến phiên tòa xét xử, luôn chầu trực diễn biến phiên tòa rửa nhục của Đức trên tờ báo Chống Cộng thời báo chấm đe để có cớ mạt sát, thoá mạ ông Tổng Bí thư cho đã cơn cuồng, cay cú và bệnh hoạn. Rồi bất kể bức xúc gì xảy ra trong xã hội, Nguyễn Quang Nga đều lấy đó làm cái cớ để xuyên tạc bản chất chế độ và xúc phạm, xem đó là lỗi và trách nhiệm của ông Tổng Bí thư. Tiêu biểu như chuyện một nhóm thương binh bức xúc nào đó kéo đến nhà Nguyễn Lân Thắng, một bức tranh tuyên truyền bị đám rận Photoshop, hay một quan chức trong diện tình nghi nhằm đánh đồng với bản chất của chế độ, xuyên tạc, đánh cháo bản chất cuộc chiến chống tham nhũng. Mới đây, ngày 2 tháng 8 năm 2018, trên đài BBC tiếng Việt, Nguyễn Quang A và Phạm Chí Dũng, Trần Quốc Thuận cùng thảo luận xuyên tạc chiến dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không nhằm chống tham nhũng mà chỉ là một vở kịch để triệt hạ các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Số này đưa ra một số căn cứ biện hộ cho quan điểm của mình, như viện lời của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã nói rằng chiến dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ yếu xoay quanh việc chống tham nhũng thời kỳ trước, tức thời mà cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn đang đương chức, theo cách hiểu của Phạm Chí Dũng. Vu cáo cho rằng trong chiến dịch chống tham nhũng, những người được cho là thân ông Nguyễn Tấn Dũng như ông Đinh La Thăng bị xử rất nặng, trong khi các ông Huỳnh Đức Thơ, Tất Thành Cang, Trương Minh Tuấn, Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân chưa bị truy tố dù đã có nhiều dấu hiệu sai phạm. Và chiến dịch chống tham nhũng có hai giai đoạn trùng xuống một cách bất ngờ là tháng 4 sau Hội nghị Trung ương 5 và tháng 6 năm 2017, và khoảng thời gian trước Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5 năm 2018. Nguyễn Quang Nga lý giải rằng trong giai đoạn trùng xuống vừa nêu, thế quyền lực giữa các phe trong đảng chưa ngã ngũ nên không có quan chức nào bị truy tố. Sau đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 7 tháng 8, Nguyễn Quang Nga xuyên tạc việc mở chương trình học đào tạo cử nhân chuyên ngành chống tham nhũng tại Đại học Quốc gia Hà Nội là không cần thiết, chỉ gây lãng phí, vì chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nhằm mục đích thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản, chứ không nhằm mục đích chống tham nhũng. Có thể nói, Nguyễn Quang Nga bất chấp nhu cầu thực tế, cần đào tạo lớp người có chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ nhận diện, điều tra, phòng ngừa, xử lý loại tội phạm tham nhũng là có thực, là đòi hỏi cấp bách và phải được giới trí thức tâm huyết xây dựng kỹ lưỡng. Bởi chính trong ngày 7 tháng 8, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nói với VOA rằng Trung Quốc đã có chương trình đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng từ năm 2011 và Việt Nam đáng lẽ nên triển khai chương trình này sớm hơn. Bà Hồng cũng nói rằng trong chương trình này là kết quả của tâm huyết, nhiều nỗ lực, thậm chí là sự khổ công của nhiều người tại khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Có thể thấy rõ động cơ điên cuồng chống phá chiến dịch chống tham nhũng và luôn tìm cớ bôi nhọ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho thấy Nguyễn Quang Nga thực chất là muốn chống đối chế độ trong sự bất lực nên cay cú và tìm cớ tuyên truyền phá hoại. Mục đích của ông A không ngoài nuôi dưỡng hy vọng tác động đến quần chúng tin rằng nghị trường chỉ là chuyện đấu đá để tranh giành quyền lực, quyền lợi của phe phái, cá nhân, từ đó mất niềm tin vào chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo và khả năng tự cải thiện của hệ thống chính trị để khiến quần chúng mất niềm tin vào chế độ.